Anh trai đến gội đầu hỏi giá ông chủ bao nhiêu tệ. Khi ông chủ báo giá là 20 tệ, anh trai chê đắt ở ngoài người ta chỉ lấy có 10 tệ thôi. Và đây là kết quả gội ở ngoài giá 10 tệ. Anh trai cầu xin ông chủ thôi cho tôi về quán gội với giá 20 tệ, tiền nào của đấy khác bọt chứ, thì nhiều hơn hẳn bọt khi gội ngoài, đã thế còn được xoa bóp da đầu, đấm bóp cổ nữa chứ, cho chừa cái tội ngoài kia rẻ hơn này.